Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Cánh Hòa. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suốt giá trị gia tăng 10% xuống còn 8% từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Việc giảm thuế không áp dụng với nhóm hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Về tác động của chính sách, theo tờ trình của chính phủ, nếu áp dụng việc giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm, thì dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước tương đương khoảng 24.000 tỷ đồng việt nam trở thành điểm đến ngày càng phổ biến đối với khách du lịch hàn quốc và ở chiều ngược lại hàn quốc cũng là một trong những điểm đến du lịch được nhiều người việt nam lựa chọn điều này được minh chứng bằng số liệu thống kê khách du lịch hàn quốc đến với việt nam luôn đứng vị trí đầu tiên kể từ sau dịch và hàn quốc cũng đang là tour siêu hấp dẫn thu hút rất đông khách việt nam Trước dịch, Hàn Quốc là nguồn thị trường lớn thứ hai của du lịch Việt Nam chỉ sau Trung Quốc. Ngay từ khi du lịch Việt Nam mở cửa trở lại sau dịch Covid-19, Hàn Quốc luôn đứng ở vị trí số 1 về lượng khách vào Việt Nam. Theo Kori Zongang Dali, lượng đặt tour trọn gói ở nước ngoài đang gia tăng và Việt Nam là điểm đến du lịch số 1 được du khách Hàn Quốc lựa chọn. Ước ừ tính cứ 4 người Hàn Quốc có nhu cầu đi du lịch nước ngoài thì có một người lựa chọn Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc đã đón hàng ngàn lượt du khách Việt Nam đứng thứ hai trong thị trường gửi khách từ các nước Đông Nam Á công tác xuất tiến quảng bá luôn được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đẩy mạnh để thúc đẩy thu hút khách hai chiều. Hiện nay, ngoài dòng khách truyền thống, Việt Nam và Hàn Quốc đang đẩy mạnh thu hút khách du lịch mai với những đoàn khách lớn vừa tham quan trải nghiệm vừa tổ chức sự kiện hội nghị hội thảo. Các với những mùa du lịch hè trước đây, lượng khách đặt tour nội địa thường chiếm khoảng 70 đến 80%. Năm nay, tỷ lệ khách đặt tour nước ngoài chiếm đến hơn 60%, nguyên nhân là nhiều chặng tour trong nước có giá trị cao tương đương đi nước ngoài. Dù giá vé máy bay trong dịp cao điểm du lịch hè có tăng nhưng không quá đắt đỏ, tuy nhiên, ở một số chặng, giá vé vẫn tăng quá cao. Đơn cử từ Hà Nội đi Đà Nẵng, giá vé tăng 25%, Nhà Trang tăng 6% và đặc biệt là Quy Nhơn tăng 30%. Theo các công ty du lịch, giá vé máy bay là một trong những trào cản khiến du lịch trong nước khó có sự bứt phá mạnh mẽ trong dịp hè này. Hiện có nhiều khu nghỉ dưỡng, lượng khách đặt chỗ giảm đến 50% so với năm ngoái trả lời kiến nghị bỏ giá trần vé máy bay của hiệp hội vận tải hàng không, quan điểm Bộ Giao thông là giữ nguyên như luật giá. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng dịch vụ vận chuyển hàng không là một trong những dịch vụ có tác động với phạm vi rất lớn đến đời sống người dân, đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc không quy định giá trần có nghĩa với việc nhà nước bỏ công cụ điều tiết và để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ toàn quyền quyết định giá cung cấp dịch vụ. Sáng nay, tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Trường Đại học Thái Bình Dương và Ban dự án Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh tổ chức vòng chung kết cấp tỉnh hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên tại Khánh Hòa lần thứ 3 năm 2023, bản sinh viên. Hội thi diễn ra từ ngày 17 tháng 4 2023. Sau một tháng tổ chức vòng sơ loại theo hình thức thi trực tuyến trên website, hội thi đã nhận được sự ứng của đồng đảo các bạn học sinh sinh viên toàn tỉnh với hơn 13.300 thí sinh tham gia thi, hơn 32.000 lượt dự thi. Kết thúc vòng sơ loại, hai vị thí sinh xuất sắc nhất đại diện hai bạn học sinh và sinh viên tham gia tranh tài tại vòng chung kết cấp tỉnh. bản học sinh dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 7 2023 tại trường đại học Thái Bình Dương. Thông qua hội thi, tỉnh đoàn mong muốn tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, môi trường học tập, tràn luyện, nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh sinh viên, không thuộc khối chuyên ngành tiếng Anh, đang học tại các trường đại học cao đẳng, học viện, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 6. Chỉ còn vài ngày nữa, hơn 1 triệu thí sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi quan trọng này. Khánh Hòa có 14.482 thí sinh đăng ký dự thi năm nay. Cùng với các địa phương khác trong cả nước, Khánh Hòa đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Mới đây qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại 4 điểm thi, trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, huyện Cách Vĩnh, trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, huyện Dịch Khánh và trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nhà Trang. Đoàn công tác ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Khánh Hòa đánh giá các điểm thi đã chuẩn bị chú đáo về mọi mặt để phục vụ cho kỳ thi. Cụ thể là điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí phòng bảo quản đề thi và bài thi có camera giám sát đảm bảo theo quy định, có địa điểm bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Hiện tại thì là về cơ bản cơ sở vật chất để phục vụ đáp ứng cho kỳ thi thì nhìn chung rất an toàn, nghiêm túc và đúng quy định. Về hệ thống điện thì là nhà trường cũng đã làm công văn gửi Ủy ban huyện, Ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo cho các ngành công an, giao thông điện nước là đều phải là có cái phương án dự phòng phục vụ cho việc là sự cố xảy ra bất thường trong cái thời gian diễn ra thi thì hiện nay đoàn thanh niên của huyện cũng đã có cái đội ngũ tiếp xúc mùa thi cho thí sinh cụ thể như về nước uống hoặc là về cái những cái, cái cái, việc mà thí sinh là là khó khăn đối với công tác đảm bảo an ninh y tế phương pháp sử dụng điện nước phòng chống cháy nổ dịch bệnh và kiểm tra cũng yêu cầu các trường nơi đặt các điểm thi phối hợp với cơ quan đơn vị chuyên môn có phương án cụ thể từng nội dung và hướng xử lý khi có tình huống xảy ra, nhất là việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trước các cổng trường nơi đặt điểm thi nhằm đảm bảo an toàn thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Để đảm bảo cho cái kỳ thi nó diễn ra an toàn tốt nhất, ban chỉ đạo cũng đã có yêu cầu các điểm thi từ đây cho đến cái ngày thi thì phải có cái công tác hoàn chỉnh tất cả những cái việc mà nó đang còn có những cái thiếu sót để đảm bảo cho kỳ thi này nó diễn ra một cách an toàn nhất. Chẳng hạn như các cái vị trí mà có tiếp giáp với các khu dân cư thì chúng ta phải có cái công tác bố trí cái lực lượng kiểm tra, lực lượng giám sát rồi các cái vị trí mình để đặt vật dụng cho thí sinh rồi các cái công tác khác, điểm bố trí các cái bài thi, rồi đề thi, thì cũng phải có cái chỉnh chu cho nó đảm bảo cho nó tuyệt đối đúng theo các cái quy định. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, toàn tỉnh Khánh Hòa có 33 điểm thi với 618 phòng thi, 14.482 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh dự thi sẽ dùng kết quả này để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào các trường đại học có thể thấy đây là kỳ thi có ý nghĩa rất quan trọng của ngành giáo dục. Cho tới thời điểm này, mà công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tỉnh điều động hơn 2.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng an ninh tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Từ chiều ngày 27 tháng 6, các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tại các phòng thi, đến chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 6. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 18 tháng 7, hoàn thành sẽ công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 20 tháng 7. Chuyển sang nhận tin tức khác, theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện đã có một công ty sản xuất vaccine phòng bệnh tay chân miệng gửi hồ sơ đăng ký đến Cục Quản lý Dược. Dự kiến có thể đến cuối năm nay, vaccine sẽ được cấp phép. Trong tuần qua, 20 tỉnh thành phía Nam đã ghi nhận 2.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 23% so với tuần trước và có 2 ca tử vong. Các tử vong chủ yếu là trẻ 5 tuổi, tử vong sau 1 đến 6 ngày sau khi nhập viện. Nguyên nhân tử vong ở 5 trên 7 ca xác định do virus Entero 71, trường học là nơi dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh nhất. Để đáp ứng kịp thời, dự phòng bệnh tật, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh phải khẩn trương ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023, trong đó đảm bảo 4 tại chỗ. Trước khi vaccine phòng bệnh tay chân miệng được cấp phép Bộ Y tế, yêu cầu các tỉnh phải đảm bảo trang thiết bị, vật tư hóa chất, thuốc điều trị. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm khí nitơ oxit N2O, trước thông tin tại một số địa phương xuất hiện tình trạng mua bán, sử dụng bóng cười có chứa khí N2O, nhất là tại các vũ trường, quán karaoke. Theo Bộ Y tế, việc làm dùng, sử dụng không đúng mục đích khí N 2 O có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là trong giới trẻ do thần kinh bị kích thích, hưng phấn và gây cười. Sử dụng lâu sẽ dẫn đến tự kỷ, đau đầu, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Sử dụng liều cao có thể dẫn đến ảo giác và vân. Bộ Y tế kiến nghị ban hành các quy định theo thẩm quyền để ngăn ngừa và xử lý việc làm dùng, sử dụng sai mục đích khí N 2 O bóng cười, nhất là tại các điểm vui chơi giải trí như các quán bar, vũ trường, quán karaoke, rạp chiếu phim, công sở, trường học và vân. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang vừa có văn bản giao đội thanh niên xung kích ban quản lý vịnh Nha Trang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã phường tuần tra kiểm soát chặt chẽ trường hợp người dân mang theo động vật nuôi đi vào khu vực công viên bờ biển không đúng quy định hoặc xuống tắm chung với người dưới biển. Theo đó, thành phố giao Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến tầng thôn tổ dân phố về các quy định khi đưa động vật nuôi ra nơi công cộng phải đeo trả mõm hoặc phải được xích và có người dắt các xã phường có biển thực hiện đặt biển báo cấm chăn thả gia súc gia cầm trong khu vực công viên và tắm chung với người dưới bãi biển. Tiếp tục triển khai yêu cầu các hộ dân thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký nuôi chó mèo và ký cam kết chấp hành quy định về việc nuôi giữ chó mèo trong khu viên gia đình. Đồng thời, khẩn trương xây dựng phương án thành lập đội bắt chó thả trong theo kế hoạch số 8630 của Ủy ban nhân dân thành phố về phòng chống bệnh dạy động vật giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, thành phố yêu cầu các xã phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyệt đối không để người dân đưa động vật nuôi ra nơi công cộng không đúng nơi quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thực hiện nghiêm công tác thống kê danh sách hộ nuôi và số lượng chó mèo tại địa phương. Nằm trong kế hoạch tạo nguồn lực kế cận cho đội ngũ trọng tài bóng đá quốc gia, sáng nay tại Nha Trang, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp cùng trường cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang đã tổ chức lớp đào tạo nâng cao trọng tài bóng đá quốc gia năm 2023. Tham gia lớp đào tạo có hơn 70 học viên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đây cũng là các học viên có thành tích tốt tại các lớp sơ cấp trước đó. Trong 6 ngày học từ 25 đến 30 tháng 6, các học viên sẽ được các chuyên gia từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao dồi, bổ sung thêm các kiến thức về luật bóng đá, phương pháp khi áp dụng luật bóng đá, những kinh nghiệm thực tiễn trong điều hành thi đấu, thảo luận và trao đổi các tình huống diễn ra trên sân như tranh bóng, lỗi dùng tay chơi bóng, tình huống việt vị, phân tích video các trận đấu, v.v đại diện liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng với những kiến thức được trang bị tại lớp đào tạo lần này sẽ là hành trang để các học viên tiếp tục theo đuổi nghề trọng tài. Đồng thời thông qua lớp học, liên đoàn cũng sẽ lựa chọn các học viên chất lượng để bổ sung vào đội ngũ trọng tài quốc gia. Sáng nay, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Nha Trang đã tổ chức giải vô vi nam các nhóm tuổi thành phố năm 2023. Tham gia giải có 114 võ sinh nam, nữ thuộc hai nhóm tuổi từ 12 đến 15 tuổi và từ 16 đến 30 tuổi của 19 đơn vị đến từ các câu lạc bộ và điểm tập vô vi nam trên toàn thành phố. Các võ sinh sẽ thi đấu ở hai nội dung là biểu diễn quyền và thi đấu đối kháng nam nữ qua giải đấu nhằm giúp cho các võ sinh có dịp thi đấu, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đồng thời cổ vũ, động viên phát triển phong trào tập luyện môn võ cổ truyền Vô Phi Nam để trang luyện nâng cao sức khỏe. Đây cũng là dịp để thành phố lựa chọn nhiều võ sinh xuất sắc thành lập đội tuyển để tham gia các giải đấu cấp tỉnh trong thời gian tới. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 27 bộ huy chương cho các võ sinh xuất sắc. Thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, cũng cho hôm nay, thời tiết nắng nóng ở miền trung thu hẹp dần còn xảy ra ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất 35 độ và tiếp tục có xu hướng giảm. Chi tiết cho các khu vực như sau. Khu vực phía tây bắc bộ, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tập trung chính ở Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái. Đêm có mưa rào và dông trải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ cũng duy trì mức nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 31 độ. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và trải trắc có dông. Phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trải trác, nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận thì ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông trải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Các tỉnh Tây Nguyên thì thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông trải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 35 độ, có mưa rào và dông vài nơi. Trên chiều tối và tối có mưa rào và dông trải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.